Ủa Kem, sao con không ăn cơm đi? Dạ con hơi no, lát con ăn được không mẹ? Đã nói là đừng có ăn chuối chiên nhiều, giờ ăn cơm không nổi luôn. Mấy ngày nay ba thấy con cứ hay ngán cơm, thì ra là con ăn chuối chiên à Kem? Không phải con muốn ăn chuối chiên đâu, con cũng ngán lắm rồi. Ngán mà ăn đến bỏ cả cơm túi, chuyện này là sao? Ngày nào cũng ế như vậy, chắc lỗ vốn quá. Bà cụ bán chuối chiên tội nghiệp quá à. Mình lại mua ủng hộ bà đi chú cô. Bà ơi, bán cho con 2 bánh chuối chiên. Ừ, có ngày đây. Cảm ơn hai con nghe. Con và các bạn chỉ muốn giúp bà cụ bán chuối chiên thôi mà ba mẹ. Vậy nên ngày nào con cũng dùng tiền tiêu vặt để mua bánh chuối chiên hả? Con biết giúp người khác là rất tốt, nhưng con cũng đâu thể ăn hoài chuối chiên mỗi ngày. Như vậy vừa ngán vừa không tốt cho sức khỏe, đúng không nào? Dạ con biết rồi, nhưng mà bà bán ế tội lắm. Đúng đó ba mẹ, bánh chuối chiên của bà vừa ngon vừa giòn, nhưng không hiểu sao vẫn vắng khách lắm. Vậy thì tụi con có thể giúp bằng cách khác đó. Cách gì hả mẹ? Nếu con nói bánh của bà ngon như vậy, thì hãy giúp nhiều người biết đến xe chuối chiên của bà hơn. Đó mới là cách giúp đỡ lâu dài. Tụi con hãy suy nghĩ đi. Giúp nhiều người biết đến xe chuối chiên của bà cụ hả? Chị nghĩ mẹ Kem nói đúng đó. Kem cũng đâu thể nào ngày nào cũng ăn chuối chiên được. Nhưng phải làm cách nào để nhiều người chú ý rồi đến mua bánh của bà đây? Thiệt là khó quá à. Nhiều người chú ý hả? À, mình nghĩ ra cách rồi. Là gì vậy Kem? Các bạn nghĩ coi, để nhiều người chú ý thì trước tiên xe chuối chiên của bà cần được sơn sửa lại cho đẹp đẽ và thu hút hơn, đúng không? Phải ha, chứ xe chuối chiên hiện tại của bà nhìn cũ kỹ quá. Còn nữa, bánh chuối chiên của bà rất rẻ, chỉ có 10.000 một bánh. Nếu mình ghi giá luôn phía trước thì người mua cũng thích hơn. Sáng kiến của Kem và Táo hay đó. Vậy Kem sẽ chịu trách nhiệm việc vẽ và trang trí. Chú cô và Táo phụ Kem nha. Dạ chị Mai. Ủa, còn em và chị làm gì? Chị em mình sẽ tìm đồ trang trí thêm cho xe chuối chiên của bà. Yeah. Cho con gửi. Tiệm chuối chiên ăn là ghiền. Cảm ơn các con nhiều lắm. Không ngờ xe bánh của bà sau khi trang trí lại đẹp như vậy. Mấy con ăn chuối chiên nè. Cái này bà tặng coi như cảm ơn, không có lấy tiền mấy đứa nghe. Dạ, tụi con cảm ơn bà. Mẹ ơi, con muốn ăn chuối chiên. Được, mẹ mua cho con 1 bánh nghe. Dạ, tôi làm liền. Wow, bánh thơm quá. Bà ơi, bán cho con 2 cái. Được, được, bà làm ngay nha. Ba, mẹ nhìn nè, tụi con đã trang trí xe chuối chiên của bà cụ thật là đẹp. Giờ có nhiều khách lắm luôn. Ba mẹ thấy hết rồi, các con giỏi lắm. Đây mới là cách giúp đỡ bền vững nè. À mà nè, 2 con ăn ít thôi nha, lát nữa còn đi ăn cơm nữa đó. Dạ, tụi con biết rồi.